Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình Fit for Man. Và cũng như video lần trước là mình sẽ chia sẻ về vấn đề là cơ bụng trên. Tiếp theo ở series lần này thì mình sẽ nói về cho cơ bụng dưới. Tại sao phần cơ bụng dưới của mình á, mình sẽ khó tập hơn? Bởi vì hầu hết tất cả các lượng mỡ của mình á, nó đều tập trung ở phần cơ, phần bụng ở phía dưới của mình. Khi mình giảm lượng mỡ xuống thì mọi người sẽ thấy phần bụng trên của mình nó sẽ hiện rõ hơn trước. Sau đó khi mọi người giảm nữa thì mình mới thấy được phần cơ bụng ở phía dưới của mình. Và tuần này thì mình sẽ có 3 bài tập tiếp theo cho phần cơ bụng phía dưới, đó là Tsutsuba, Butter Kick và V-Sup. Động tác đầu tiên đó là Tsutsuba trước. Tư thế chuẩn bị thì hai tay của mình sẽ nắm giữ lên sà và giữ người mình thẳng. Rồi từ từ nâng chân của mình cho mũi chân của mình chạm lên cái sà. Anh chị nào mới bắt đầu tập thì mình có thể nâng cái gối của mình lên vuông góc so với cái hông của mình trước. Và mọi người thường sai ở động tác này là mình đung đưa người quá nhiều. Và thứ hai là có một số anh chị là tay của mình không được khỏe thì mình có thể tập được động tác từ 8 tới 12 lần. Butter Kick. Với động tác này thì mọi người có thể tập ở nhà của mình với cái thảm, nằm xuống đặt hai tay song song với người của mình, giữ hai chân của mình ở góc 5 cho tới 20cm so với mặt sàn. Sau đó mỗi chân của mình sẽ đập liên tục. Thông thường mọi người sai ở cái động tác này đó là mình làm quá nhanh cho động tác. Thứ hai là mình đưa chân rất là cao. Khi càng cao á, phần cơ bụng của mình nó sẽ không có đạt được hiệu quả tốt nhất. Rồi mình sẽ đi vào động tác cuối cùng là động tác V-Sup. Tư thế chuẩn bị của mình sẽ duỗi thẳng người của mình ra và hai tay của mình chạm sàn, gập người lên từ từ, mũi chân chạm vào lòng bàn tay, thở ra và mình sẽ trở về tư thế ban đầu, hít vào. Thông thường mọi người sai ở động tác này là mình lấy đà để mình gập lên đụng cái mũi chân, nhưng khi mọi người làm như vậy á thì mình sẽ không có tập trung vào phần nhóm cơ phần bụng của mình và đặc biệt là phần cơ bụng dưới. Và video của tuần này mình đã kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người hãy tham gia chương trình Muhammad hoặc chương trình Body Transformation Challenge để truyền động lực cho người thân, bạn bè cũng như là giữ cho vóc dáng của mình săn chắc mỗi ngày. Hẹn gặp lại trong số sau.